đại gia bỏ 10 tỷ nhảy vào làm chủ đất vàng Sài Gòn. Theo Sở GDCK Hà Nội, cổ đông lớn Huỳnh Cao Tuấn vừa thực hiện mua vào hơn 4 triệu cổ phiếu SSN của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Sài Gòn, Ciprodex Sài Gòn, hôm 28 tháng 6 vừa qua với giá thỏa thuận bình quân 2.700 đồng trên CP, rẻ hơn giá một cốc trà đá vỉa hè. Như vậy, ông Huỳnh Cao Tuấn đã chi ra tổng cộng hơn 10 tỷ đồng để nâng tỷ lệ sở hữu tại Ciprodex Sài Gòn từ 11,46% lên 21,64% và trở thành cổ đông lớn thứ hai tại doanh nghiệp một thời khá nổi tiếng trong lĩnh vực thủy sản Việt Nam. Ông Tuấn chỉ đứng sau ông Nguyễn Nhân Kiệt, người đang nắm giữ 25% cổ phần SSN. Trong tháng 4 và tháng 5, ông Huỳnh Cao Tuấn đã có hai lần mua cổ phiếu SSN, tương ứng 2,5 triệu đơn vị và 1 triệu đơn vị. Ông Huỳnh Cao Tuấn mua SSN trong bối cảnh cổ phiếu này đang ở mức đáy lịch sử sau khi giảm khoảng 70% kể từ đầu năm tới nay. Cổ phiếu SSN đã giảm từ mức gần 14.000 đồng trên CP hồi đầu tháng 2 năm 2019 xuống dưới 4.000 đồng trên CP hồi tháng 4 và tháng 5 và xuống sát 2.000 đồng trên CP hồi cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 2019. Với mức vốn hóa hơn 550 tỷ đồng ở thời điểm đỉnh cao, cổ đông của SSN đã chứng khiến túi tiền bấp hơn khoảng 440 tỷ đồng. Seaprodex Sài Gòn được biết đến là một doanh nghiệp thủy sản được thành lập từ 1993 với thương hiệu khá nổi tiếng trong nước. Tuy nhiên, sau cổ phần hóa với việc nhà nước thoái gần như toàn bộ vốn, năm 2013 với giá 10.500 đồng trên CP, doanh nghiệp này đã nhanh chóng bỏ ngành nghề kinh doanh cốt lõi ở vào khoảng năm 2016 để chuyển sang lĩnh vực bất động sản với cơ sở là nhiều mảnh đất vàng tại Sài Gòn mà doanh nghiệp này sở hữu, quản lý. Trên thực tế, trước khi cổ phần hóa, sự y ạch đã khiến doanh nghiệp thủy sản này làm ăn thua lỗ sau khi chuyển sang tay tư nhân cprodex sài gòn đã bắt đầu chứng kiến có lãi nhờ bán tài sản nhưng gần đây bắt đầu gặp khó khăn do dự án bất động sản vướng mắc về thủ tục giấy tờ chậm triển khai trong khi gánh khoản nợ và lãi ngân hàng lớn đây là lý do khiến giá cổ phiếu lao dốc tuy nhiên với quỹ đất khá lớn và tham vọng nhảy vào lĩnh vực bất động sản nếu thành hiện thực thì đó sẽ là một cú hích lớn đối với các cổ đông đây có thể là yếu tố khiến cổ phiếu ssn vẫn đang được các nhà đầu tư gom mua vào Quá trình chuyển đổi ngành nghề của Ciprodex Sài Gòn bắt đầu từ năm 2015. Doanh nghiệp khi đó phát hành riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 96 tỷ lên 396 tỷ đồng với dự định đầu tư mở rộng sản xuất chế biến thủy sản. Với mặt hàng chủ lực là cá tra và bạch tuộc, xuất khẩu sang Hàn Quốc và Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, đầu 2016 doanh nghiệp này đã bất ngờ chuyển sang bất động sản với việc bỏ ra hơn 300 tỷ đồng mua dự án 8000M2 tại đường Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, quận 2. TPHCM. Ciprodex Sài Gòn cũng hợp tác với Sanseco tác đầu tư dự án Santa Park tại quận Tân Bình, trị giá cả ngàn tỷ đồng, nhưng vướng mắc các thủ tục pháp lý khác nên tiến độ xây dựng thi công dự án bị chậm cho dù hàng trăm khách hàng đặt cọc giữ chỗ. Theo kế hoạch, tại DHCD 2017, Ciprodex Sài Gòn muốn tăng mạnh quỹ đất và tổng tài sản lên 5.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2017 năm 2020 so với mức hơn 1.000 tỷ hiện nay, tới năm 2020 quỹ đất sạch là 10 ha trong nội thành TPHCM. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh của Ciprodex Sài Gòn khá bi đát, doanh thu và lợi nhuận tụt giảm và dự án bất động sản bế tắc. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh cũng không biết bao giờ mới trở thành hiện thực. Trên thị trường chứng khoán, thị trường chứng khoán, giao dịch tiếp tục ảm đạm, nhóm cổ phiếu của ông Phạm Nhật Vượng tiếp tục giúp Việt Nam Index tăng trong phiên cuối tuần, trong khi đó, hầu hết các nhóm khác như ngân hàng, bất động sản sâu khí đều có dấu hiệu suy yếu. Một số công ty chứng khoán, công ty chứng khoán có những cái nhìn thận trọng trong các dự báo. Theo công ty chứng khoán BSC, Việt Nam Index tiếp tục hướng tới 985 điểm trước mùa công bố KQKD quý II xu hướng tích cực của các thị trường thế giới và KQKD sơ bộ khá tích cực của một số cổ phiếu hỗ trợ Việt Nam Index tăng điểm, phá vỡ diễn biến giao dịch rằng co 4 tuần trước đó. Cổ phiếu VHB GAS và nhóm cổ phiếu ngân hàng, VCB, CTG, BID là động lực tăng điểm chính của Việt Nam. Index tuần qua, thị trường tăng điểm trên diện rộng với 16 trên 18 ngành tăng điểm. Thông tin về vòng đàm phán Mỹ, chung khởi động lại trong tuần tới và hoạt động công bố KQ KD quý 2 vẫn là động lực chính cho thị trường trong tuần tới. Đóng cửa phiên giao dịch ngày mùng 5 tháng 7. Việt Nam, Index tăng 2,3 điểm lên 975,34 điểm HNX Index tăng 0,04 điểm lên 104,38 điểm và APCOM Index tăng 0,82 điểm lên 55,38 điểm, thanh khoản đạt 160 triệu đơn vị, trị giá 3,7 ngàn tỷ đồng. Về mình